Hiện tại mình đang lắp đặt cái hệ thống này cho vừa âm thanh thông báo mà vừa âm thanh chào cờ cho một cái trường các bạn ha. Thì ở đây mình có cái mirror rồi mình đi thử ha. Đó. Lắp mấy cái bộ 502 dùng cho ngoài trời đó các bạn. Alo, 1, 2, 4, 5, 6. Yeah. Hiện tại thì những cái loa mình có lắp vòng 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 ở trên hệ thống ở sân trường này bằng hệ thống vôn. Nên các bạn sẽ thấy nhiều cái loa con ở vòng vòng sân trường mà kéo dây xa nó không có bị mất tín hiệu các bạn ha. Mình vừa kết hợp vôn và vừa kết hợp hệ thống ôm luôn. Bây giờ mình tới đây là cái vị trí bên đó. Alo, 1, 2, 4, 5, 6. Luôn. Alo, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Lên. Ghi âm. Thật tình mà vì mà nói cái micro nó sống nó khỏe quá. Đây là ngay trung tâm thành phố mà sống nó vẫn phủ tới. Giờ mình đi cắt kiểu luôn các bạn. Đây mình có lắp thêm mấy cái bô 151 xài vôn nha các bạn. Xài vôn chứ không phải xài kháng trở đâu nha. Xài kháng trở là mình nối nhiều loa vô là cháy hết âm ly à. Vôn thì nó sẽ truyền âm thanh được 1 mét, 1000 mét là nó giống nhau. Đây là cái giải pháp thông báo cho âm thanh trường học nha các bạn. Kết hợp với một số cái loa bô 502 nè. Dòng này cũng xài vôn luôn. Alo, 1, 2, 4, 5, 6. Rồi các bạn ha, thấy cái tiếng mic của nó ra rất là nhiều. Thanh, quay mạnh cái. Hát coi echo lên được chưa? Tìm ra phương.